Trung xin mến chào cô chú anh chị và các bạn. Thì hôm nay Trung xin phép được cập nhật một ít thông tin cho cô chú anh chị mình được xem và nắm gõ tình hình thành phố Gạch Giá cũng như là toàn tỉnh Kiên Giang. Hôm nay Trung sẽ cập nhật cái thông tin dịch bệnh và một cái tin vui ha, một cái tin vui của chú anh chị. Thì tí nữa thì Trung sẽ cập nhật cái tin vui sau. Thì bây giờ Trung sẽ đi vào cái chi tiết cập nhật cái thông tin cho cô chú anh chị mình được xem nắm gõ. Theo thống kê tình hình dịch Covid-19 tại tỉnh Kiên Giang cập nhật vào ngày 30 tháng 7 2021 vào lúc 9 giờ 58 phút thì tổng số ca nhiễm hiện tại là 31 ca. Tổng số ca trong cộng đồng là 218 ca. Tổng số ca nhập cảnh là 67 ca. Số ca ghi nhiễm là 1 ca, đang điều trị là 125 ca. Đã xuất viện thì hiện tại đã có 158 ca. Cách ly tập trung là 2.020 ca. Đang theo dõi tại nhà là 5.524 ca. Số ca tử vong do bệnh nền là 2 ca. Hiện tại thì toàn tỉnh Kiên Giang đang hoàn thành cách ly tập trung đó là 504 ca. Hoàn thành cách ly tại nhà là 3.387 ca. Tổng số khu cách ly hiện tại ở tỉnh Kiên Giang là 56 khu. Tổng số khu phong tỏa hiện tại là 15 khu hả cô chú anh chị. Thì hôm nay Trung cũng xin cập nhật cái thông tin, một cái tin vui. Đó là tỉnh Kiên Giang hiện tại đã có 2 huyện được dỡ bỏ vùng cách ly. Đã có 2 huyện được dỡ bỏ vùng cách ly y tế trong phòng chống dịch hả cô chú anh chị. Thì hai huyện này là huyện U Minh Thượng và huyện An Biên. Thì bây giờ Trung sẽ đi vào cái chi tiết, cái công văn để mà cập nhật cho cô chú anh chị mình được xem nắm rõ. Thì cái nội dung văn bản này được cập nhật vào lúc 11 giờ 23 phút ngày 31 tháng 7 2021. Thì Trung xin được phép đọc sơ qua cái văn bản ở huyện An Biên để cho cô chú anh chị mình được xem và nắm rõ hơn ha. Thì ở đây Trung có đưa lên cái văn bản, cái quyết định cho cô chú anh chị mình xem và dễ hình dung hơn. Thì Trung sẽ để cái phần chỗ ban chỉ đạo này lên trên và đọc cái phần quyết định hơn của chú anh chị. Thì điều 1, dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng chống dịch Covid-19 đối với toàn bộ hộ dân cư hai ấp xã Xẻo Dẹt từ nhà ông Nguyễn Văn Chiến, đầu kênh Xẻo Dừa đến nhà ông Bạch Văn Gươm, ngã tư nông trường, và ấp Bãi Biển từ nhà ông Lê Văn Minh, ngã tư Bãi Biển, ấp Bãi Biển đến nhà ông Trần Văn Bé, kênh Đồng Ngàn, ấp Xẻo Đôi, xã Nam Thái A, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Thời điểm dỡ bỏ phong tỏa là 13 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 2021. Điều 2, tổ chức thực hiện giao cho Ủy ban Nhân dân huyện An Biên chủ trì phối hợp với các sở ngành, công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự, giao thông vận tải, y tế dỡ bỏ các chốt kiểm soát tại ấp Xẻo Dẹt và Bãi Biển thuộc xã Nam Thái A, huyện An Biên và tổ chức lại các hoạt động sinh hoạt của người dân, đảm bảo tuân thủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Điều 3, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành cấp tỉnh, chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện An Biên, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nam Thái A và các tổ chức cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Đây là một cái công văn quyết định dỡ bỏ vùng cách ly y tế ở huyện An Biên. Giờ Trung sẽ sang cái công văn ở huyện U Minh Thượng để mà cập nhật cho cô chú anh chị mình được xem và nắm rõ hơn ha. Thì cái nội dung dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 ở huyện U Minh Thượng nó cũng giống như ở huyện An Biên, nhưng mà có một cái số nội dung khác. Thì Trung sẽ đọc ở các cái nội dung khác nhau thôi. Còn ở trên phía trên chỗ bên trên trưởng ban chỉ đạo thì nó cũng như nhau hết cô chú anh chị. Thì điều 1, dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng chống dịch COVID-19 đối với toàn bộ hộ dân cư từ phòng mạch bác sĩ Nguyễn Sinh Tâm, tổ 3, ấp Đặng Văn Đo đến cổng chào đường dầu Bãi Gác, quốc lộ 63, tổ 5, ấp Đặng Văn Đo, xã Thạnh Yên, huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Thời điểm dỡ phong tỏa kể từ 12 giờ 00 phút ngày 31 tháng 7 2021. Điều 2, tổ chức thực hiện giao Ủy ban Nhân dân huyện U Minh Thượng chủ trì phối hợp
Các sở ngành công an tỉnh, bộ chỉ huy quân sự giao thông vận tải y tế dỡ bỏ các chốt kiểm soát tại ấp Đặng Văn Đo thuộc xã Thành Yên, huyện U Minh Thượng và tổ chức lại các hoạt động của người dân đảm bảo tuân thủ theo phòng chống dịch COVID-19 đúng quy định. Điều 3, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân thành viên chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID tỉnh, thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch Ủy ban nhân U Minh Thượng, chủ tịch Ủy ban nhân xã Thành Yên và các tổ chức cá nhân liên quan phải chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Thì hai cái văn bản này nó cũng là một cái tin vui đối với toàn thể người dân tỉnh Kiên Giang. Thì hiện tại đã dỡ bỏ được vùng cách ly y tế, một cái tin rất là mừng. Nhưng mà hiện tại thì số ca mắc ở tỉnh Kiên Giang vẫn có cái chiều hướng là đi lên. Mong bà con mình cũng hết sức thận trọng và bảo vệ sức khỏe cho mình, đừng có để lây lan ngoài cộng đồng. Chúng xin được phép dừng video tại đây của chú anh chị.